Xin chào các bạn, sau đây thì tôi sẽ trình bày với các bạn cái bài số 3 kỳ thi tin học trẻ toàn quốc ngày hôm qua 20 tháng 8. Và bài này thì người ta yêu cầu là thế này, người ta đưa ra hai số là số m và số n. Số m thì nó sẽ nhận các giá trị chẵn trong khoảng từ 2 đến 10, có nghĩa là số m nó sẽ là 2 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8 hoặc 10. Và sau đó thì người ta sẽ cho một số n. Số n này thì nó sẽ có thể có nhiều chữ số đến 15 chữ số khác nhau. Nên người ta yêu cầu là từ số n này chúng ta phải tạo ra một cái số mới là số a. Và làm sao số a nó phải chia hết cho m, mà số a là số lớn nhất có thể tạo được. Thế ở đây người ta có thể ví dụ là số n là 324 và số m là số 2. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là chỉ cần làm sao biến đổi cái số 324 này thành số chẵn lớn nhất là được, thì số chẵn lớn nhất là số 432. Thế còn trong trường hợp bên dưới này thì số 16 này nó là số chẵn nhưng mà nó lại không chia hết cho 6, hoặc là số 61 nó cũng không chia hết cho 6, cho nên là cái này thì kết quả nó sẽ là số 0. Thế tôi nghĩ là bài này thì không biết là người khác làm nào, nhưng mà tôi làm thì nó sẽ khá là dài. Ý tưởng của tôi ở đây đấy là gì? Vì đây cái số A là số lớn nhất được tạo thành từ M, cho nên là tôi sẽ lấy hết tất cả các cái chữ số ở trong n. Xin lỗi các bạn, là số a được tạo thành từ số n, thì tôi sẽ lấy tất cả các chữ số ở trong n này, tôi đặt vào trong một cái mảng hay là một trong một cái danh sách, và tôi sắp xếp cái danh sách này giảm dần. Thì các bạn sẽ thấy là khi nó giảm dần thì cái số mà tôi thu được luôn luôn là số lớn nhất, nhưng vấn đề còn lại là nó phải thỏa mãn cái điều kiện là nó chia hết trong một cái số m nào đấy. Thế thì tôi thấy là đề bài nó có 5 cái trường hợp m khác nhau là 2 này, 4 này, 6 này, 8 và 10. Thì ở đây tôi có kiểm tra là trong trường hợp m bằng 10 thì chúng ta sẽ kiểm tra xem cái số cuối cùng này nó có phải là số 0 hay không. Tức là sau khi mà sắp xếp, nếu số cuối cùng nó là số 0 thì nó sẽ thỏa mãn là số lớn nhất mà lại chia hết cho 10. Thế còn trong trường hợp mà số m nó bằng 2 thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái số cuối cùng nó có phải là số mà chẵn hay không. Thế nếu nó không phải là cái số cuối cùng, nó không phải là số chẵn chẳng hạn, như nó là số 1 chẳng hạn, thì chúng ta phải lấy một cái số chẵn nào đấy phía đằng trước này, chúng ta đặt vào cái vị trí cuối cùng, và chúng ta cố gắng là lấy cái số nhỏ nhất có thể để đặt vào cái chỗ cuối cùng này. Đấy. Thế còn với trường hợp mà m bằng 6 thì sao? Thì nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nó chia hết cho 2, và điều kiện thứ hai là nó chia hết cho 3. Thì điều kiện chia cho 2 thì chúng ta có thể làm tương tự như là trường hợp m bằng 2. Thế còn trường hợp chúng ta phải kiểm tra thêm một cái điều kiện nữa, đấy là nó có chia hết cho 3 hay không. Thế thì cái số mà chia hết cho 3 thì nó chỉ cần một điều kiện, đấy là tổng các chữ số chia hết cho 3, cho nên thứ tự nó không ảnh hưởng gì cả. Thì thành ra là chúng ta sẽ xử lý tương đương với trường hợp là m bằng 2. Thế nhưng mà vấn đề là nếu nó không chia hết được cho 3 thì chúng ta sẽ cho kết quả nó là không luôn. Thế còn hai trường hợp còn lại là m bằng 4 và m bằng 8 thì nó khá là dài. Thì ở đây tôi sẽ tạo ra hai cái đoạn riêng để xử lý cái trường hợp m bằng 4 với m bằng 8. Thì ý tưởng của tôi là tôi sẽ phải quy tắc để xác định các số nó có chia hết cho 4 hay không. Hai cái này nó tương tự như nhau, nhưng cái 8 thì dài hơn một chút. Thì cái quy tắc để xác định một số có chia hết cho 4 hay không, đấy là hai cái chữ số cuối của nó có chia hết cho 4 hay không. Thì tôi có một cái danh sách tên là divisible 4. Danh sách này nó sẽ chứa các số có hai chữ số mà chia cho 4. Thế thì tôi sẽ tìm ở trong cái mảng chữ số này này, xem là liệu là cái mảng chữ số này nó có chứa được hai cái số nào mà nó nằm ở trong cái danh sách chia cho 4 hay không. Nếu nó chứa được hai cái số đấy thì tôi sẽ chuyển được hai cái số về cuối, và cái số n ban đầu chúng ta có thể biến được thành một số a là chia cho 4, nguyên tắc là như vậy. Thế còn nếu mà không tìm được đủ các cái chữ số mà hợp thành một số chia cho 4 thì rõ ràng là cái số n nó không thể nào biến đổi thành một số chia cho 4 được, thì chúng ta sẽ đặt kết quả nó bằng 0 thôi. Đấy, thế còn trường hợp bằng 8 thì nó tương tự như thế, đấy là trường hợp bằng 8 thì các bạn sẽ phải kiểm tra xem là ba số cuối nó có hợp thành một số chia cho 8 hay không. Thế thì tôi sẽ có một cái mảng gọi là divisible 8, và tôi sẽ kiểm tra xem là liệu cái chữ số n ban đầu của tôi nó có chứa đủ ba chữ số, và ba chữ số ấy nó hợp thành một số chia cho 8 hay không. Nếu nó đủ để chứa ba cái chữ số đấy thì nó mới có thể chia cho 8 được, tức là chúng ta mới có thể biến nó thành một số chia cho 8 được. Còn nếu không thì đương nhiên là kết quả cũng là không rồi. Thế sau khi mà có được ba cái số đấy thì chúng ta có một cái mảng đã được sắp xếp rồi, thì chúng ta cố gắng chuyển ba cái chữ số đấy về cuối để hợp thành một cái số chia cho 8. Thì ý tưởng thì là như vậy. Thế bây giờ tôi sẽ chạy thử một số trường hợp đúng không?
chạy dài luôn đi. Ở đây thì người ta cho n bằng 15 20 gì đấy, 15, nhưng mà tức là n có 15 chữ số. Thế nhưng mà vấn đề là tôi không có dùng vòng lặp để kiểm tra từng cái giá trị một trước n, cho nên là mình không có phải lo lắng quá. Cứ chạy như vừa rồi là tôi chạy một cái số mà nó có 12 chữ số, tôi thấy nó cũng nhanh, nhập loạn xạ lên đúng không? Ví dụ như kiểm tra cái trường hợp nó có chia cho 10 hay không thì chúng ta cứ quánh thoải mái. Vâng, đây dấu cộng bây giờ. Thế muốn chia cho 10 thì cái điều kiện là chúng ta phải có một số 0 cuối cùng. Thì cái số như thế này là nó không có số 0 ở cuối cùng nên nó sẽ không chia hết được cho 10. Thì đây là nhập số m thì tôi sẽ nhập 10. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái số như thế này sau khi được sắp xếp lại thì nó sẽ thành một cái danh sách như thế này. Vấn đề là cái danh sách này thì nó không có số 0 nào ở cuối cả nên cái số này chắc chắn nó không chia cho 10, và như vậy thì kết quả nó sẽ là 0. Thế bây giờ tôi sẽ thử một cái số khác đúng không? Đánh hỗn loạn lên. Nhưng mà đảm bảo là trong cái số này nó có một số 0. Đấy, thì chắc chắn là khi nó có một số 0 ở cuối thì bao giờ nó cũng sẽ chia cho 10 rồi. Cái đấy là điều rất là dễ làm. Thế các bạn thấy là gì? Đây là cái số mà kết quả, đấy là nó sẽ sắp số 9 trước rồi đến 8 rồi đến 7, 6, 5, 4, cuối cùng là 0. Đây là trường hợp mà tôi nghĩ là dễ nhất. Thế sau đó là đến trường hợp mà chia cho 2. Thế thì để mà đảm bảo một cái số nào đấy nó chia cho 2 thì chúng ta cần phải có một chữ số là 0 hoặc 2 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8. Ở đây tôi sẽ nhập trước một số mà nó toàn số lẻ ở bên trong thôi. Thì nó sẽ không thể nào mà tạo ra một số chia cho 2 được. Đấy, thì các bạn thấy là không luôn. Thế nếu mà tôi có một cái số dài lê thê lướt thướt nhưng mà nó có một số cuối cùng, ví dụ như là số 2 chẳng hạn, sau đó lại nhập thêm 89 nữa đi, thì các bạn sẽ thấy là chỉ cần nó có một số chẵn thôi là cái số chẵn đấy sẽ được để về cuối và chắc chắn là cái số này nó sẽ chia cho 2. Vấn đề là chúng ta sẽ tìm cái số chẵn nhỏ nhất thì chúng ta để về cuối thì nó sẽ là hợp lý nhất. Tương tự như thế là trường hợp cho 6, thì 6 thì chúng ta cần phải kiểm tra thêm là tổng cái chữ số ở trong cái danh sách này nó có chia cho 3 nữa hay không là được. Bây giờ tôi sẽ chạy thử một cái trường hợp mà chia cho 4. Thế thì tôi có một cái mảng là divisible 4, thì các bạn sẽ tập hợp những cái số mà chia cho 4 có hai chữ số. Ví dụ như là 04 40 hoặc là 20 hoặc là 16 hoặc là 24 28 32. Và thế ở đây tôi sẽ nhập một cái số mà nó có toàn là, thế tôi sẽ nhập là 999 và nhập hỗn loạn. Sau đó thì tôi sẽ nhập hai cái mấy cái số cuối 1 với 2. Và các bạn biết là nếu mà hai số cuối nó là 12 thì chắc chắn là cái số nó sẽ chia cho 4. Sau đó thì tôi nhập m bằng 4. Thì các bạn sẽ thấy là cái kết quả của tôi nó sẽ là một cái số mà sắp xếp giảm dần. Thế và hai cái số cuối của nó sẽ là 12. Và thì cái số này tôi nghĩ là số chia cho 4 và nó là lớn nhất có thể rồi. Vì tất cả các số mà to nhất thì đều nằm phía đằng trước này. Và còn cái trường hợp mà m bằng 8 thì nó cũng tương tự nhưng mà nó dài hơn một tí. Thì tôi sẽ chạy thử luôn. 987, 98 các thứ dài vào đúng không? Sau đó thì một cái số mà chia cho 8 thì nó có thể là 40. 40 là chia cho 8 thì ở đây tôi chỉ cần nhập số 0 vào. Hoặc là 48 chia cho 8. Thế ở đây tôi không nhập số 0, tại vì mình đã nhập số 8 rồi và đây mình có hai số 4 cho nên là nhiều khả năng là nó sẽ là hai số cuối nó sẽ là 48 thôi. À không, cái này số 8 này nó có ba chữ số nên là nó sẽ phức tạp hơn một chút. Để xem là cái này có kết quả không thì biết ngay. Thì các bạn thấy là hai cái ba cái số cuối của nó sẽ là 544. À, 54 mà chia cho 8 thì bằng là 6848. 54 trừ đi 48 thì dư 6, 64 chia cho 8 đúng, thì là chia hết đúng không? Thì đây là cái số mà đại khái là lớn nhất và chia cho 8. Các bạn thấy là gì? Nguyên tắc là cứ cái số to thì dồn lên đằng trước, còn số nhỏ để cuối, nhưng mà mình phải biến đổi cái đuôi này làm sao để cho nó chia hết được thì là được. Và tôi nghĩ là cái bài số 3 này thì có lẽ là đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các bài sau.